xuất sắc. Khi mang tập thơ chúng ta là người về phía bên đây là cái bài tin và tin này. Ai không có tổ phận nhiệm vụ thì ta không về phía cánh gà và lên cái bó nào và cái sau cái tài để dành cho các diễn viên ca sĩ. Khi bên tay trái của tôi cũng vậy, khi ban nhạc đội cử người và chúng ta giữ cái cầu khí trang nghiêm của lễ đài. Kính thưa cộng đoàn, kính thưa quý vị công cùng tôn giáo với chúng tôi hôm nay, vì lòng ngưỡng mộ tâm linh quý vị đến với gia đình giáo sĩ Bắc Giang chúng tôi, quý vị với tấm lòng ngưỡng mộ, quý vị tìm một niềm vui sự an bình trong tâm hồn trong ngày lễ mừng một con người có thực, mừng một vị thần linh có thực. Quý vị đến đây với chúng tôi hoàn toàn hân hoan đón chào và cũng mong quý vị với tinh thần ngưỡng mộ tâm linh, quý vị giữ cho chúng tôi bầu khí linh thánh trang nghiêm trong những giờ canh thức, trong những giờ hoan ca. Xin tất cả quý cộng đoàn chúng ta cùng mỗi một người chúng ta đón tâm tình của ngày lễ với sự hiếu khách, với sự tế nhị, với sự hài hòa trong tình người, tình Chúa để chúng ta có một buổi canh thức, một buổi hoan ca và một thánh lễ chúng ta được trang nghiêm chút sáng. Một lần nữa chúng con mời gọi tất cả quý khách, tất cả cộng đoàn chúng ta chuẩn bị, chúng ta bước vào chương trình của gia đình giáo xứ Bắc Giang. Chúng tôi xin báo động. Đi con đi ra con chào.